của chúng ta để lại cho cuộc đời. Trong bài chia sẻ của tất cả các cô chú nghệ sĩ, luôn xem bác Hai Diệp Lan là một người anh lớn, là một người thầy đã dìu dắt mình trên con đường sân khấu. Và để có cái tên cũng như sự thành công trong từng vai diễn, bác đã để lại những lời chỉ dẫn hết sức chân tình cho chuyên môn để các nghệ sĩ vững vàng. Và ngày hôm nay, rõ ràng chúng ta thấy rằng bác không chỉ là một ngôi sao có hào quang riêng cho mình, mà hơn hết là những giá trị của bác đã để lại cho sân khấu Việt Nam. Trong 100 năm của sân khấu, với 83 tuổi đời, bác đã có những vai diễn kinh điển và những giá trị cống hiến thật tuyệt vời. Và xin được cảm ơn chị Ngọc Huyền. Tiếp nối chương trình, được xin mời tất cả quý vị, chúng ta cũng sẽ chào đón một người em, một người học trò mà được bác dìu dắt rất là nhiều trong những ngày ở đoàn Kiên Giang và về thành phố. Xin được trân trọng kính mời anh Hai, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu. Dạ. Trước hết là Trọng Hữu chúc cho tất cả mọi người ở đây sức khỏe, dồi dào. Dạ thưa anh Lan, hôm nay em sẽ hát mấy câu vọng cổ mà em thường hát cho anh nghe trước đây. Chuyện tình Hàn Mạc Tử. Chẳng bán tình duyên hẹn hò, mong cầm ơi trăng ước hẹn vẫn còn nguyên vẹn đó. Vậy mà người yêu xưa nay dời dời trăng hẹn trên cành liêu, đợi gió đông về để la lơi, bán cả những dần thơ rơm máu, những chiều mưa buồn, những sáng nắng tươi. Sao chuyện tình yêu không bán được bao giờ, để đến trọn đời vẫn chưa nguôi thương. Mối thù trời trao gửi thì tôi còn nhắc nhở làm chi cho thêm bận lòng. Ai đó ai vừa mới đến, phải chăng tiếng của mộng cầm? Không, mộng cầm của anh không bao giờ tìm đến nữa. Người ta đã quên rồi câu hẹn cũ thề xưa. Trời ơi, tại sao người ta đến với tôi trong những phút giây cực cùng đau khổ? Tôi đâu còn gì ngoài thân xác phế nhân. Những năm tháng đẹp người ta cướp em hàng mạc từ phút giây này đẩy em mới được cận. Cảm ơn. Dạ xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu. Kính thưa quý vị, trong khi mà các nghệ sĩ biểu diễn, quý khách và khán giả vào sau, thì chúng ta lấy nhang ở phía sau, chúng ta cứ việc lên thắp hương cho bác Hai.
Không có vấn đề gì mà quý vị trở ngại và chờ đợi nha quý vị. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị cùng đến với một, có thể nói là cũng là một tên tuổi lừng lẫy của sân khấu cải lương Việt Nam, và cũng là người học trò, người em của bác Hai Diệp Lan. Trong bài chia sẻ thì cô khóc rất nhiều, và bây giờ đây thì chắc chắn là cô sẽ cố gắng thật bình tĩnh để hát lại một vai diễn mà cô và chú đã có trong một vở cải lương kinh điển. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Lệ Thủy sẽ hát cho quý vị nghe. Bây giờ cái lớp cái gì, Lệ Thủy hát một câu vọng cổ trong cái vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn, mà Lệ Thủy hát với anh Diệp Lan. Anh Diệp Lan á làm cha của Lệ Thủy mà không có thương Lệ Thủy, cứ bênh bà chị không à. Bây giờ em hát cho anh nha. Biết mà, bênh hoài hả? Hồi đó con với chị Hai á mà có gây gỗ với nhau gì á, ba cứ nói rằng con sai con lỗi. Mà không sai không lỗi sao được, tại vì con nè, con chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi ngoài gốc mẹ gốc mít, được ba lượm về nuôi cho tới bây giờ. Đánh đứa thì khôn ngoan, còn đứa thì vô cờ. Ăn nói em coi nồi, ngồi cứ nói coi hớ. Thấy con buồn các ba nói như ma trùng, thấy con cười các ba nói vô duyên. Mở miệng ra một mang khen, hai mang khen nghe ngọt sắc à, không hề nghe nói tới mang rượu nữa vậy á, mà còn luôn miệng khoe với bà con lối xóm. Còn nghe của tôi nói yêu thảo vô cùng, sau đó là bà đặt con á là con mẹ xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy với